Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại showroom của Mắt Hôn tại miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và An đang có mặt tại tầng 1 nhé. Tại tầng 1 thì chúng tôi sẽ bố trí, đó chính là khu vực showroom mà chúng tôi sẽ bố trí một số những cái vật dụng vệ sinh. Ví dụ là toilet nè, hoặc là phía bên kia sẽ là lavabo, rồi gương soi vân vân. Và đặc biệt nhất đó chính là cái khu vực này. Đây chính là khu vực mà chúng tôi sẽ đón tiếp tất cả các vị khách khi mà đến showroom của Mắt Hôn của chúng tôi. Thì thông thường khi quý vị đến thì quý vị có thể ngồi đây và kiến trúc sư thì chúng tôi sẽ đến đây để mà tư vấn cho quý vị liên quan đến thiết kế hoặc thi công ha. Thì An ví dụ thì trên tay Nhật An đây là dự toán thầu xây dựng nè. Khi mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ thiết kế và thi công công trình thì chắc chắn là cái dự toán là cái điều rất là cần thiết, đúng không nào? Thì đây sẽ là dự toán một công trình rất là tỉ mỉ luôn, đầy đủ tất cả các hạng mục cho gia chủ. Ở phía bên này thì chúng tôi sẽ có là bảng báo giá của Mắt Hôn 2023. Với bảng báo giá này thì chúng tôi sẽ có liệt kê cũng rất là chi tiết luôn, cái này là dành chung ha. Đó chính là các bảng báo giá thi công miền Bắc, bảng báo giá thi công miền Nam về tất cả các hạng mục, ví dụ là mặt bậc cầu thang, rồi công tắc ổ cắm, rồi cửa thông phòng vân vân, tất cả thì sẽ đều có trong cái bảng báo giá này. Còn ở đây thì đây chính là một cái mẫu hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của Mắt Hôn của chúng tôi. Và bên trong thì chắc chắn là cũng không thể thiếu, đó chính là sẽ có bản vẽ 3D nè, rồi sẽ có là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt này ha, rồi hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước, tất tần tật thì sẽ đều có ở trong đây. Thì khi quý vị đến với showroom của chúng tôi thì cũng sẽ được nhân viên tư vấn rất là kỹ luôn nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắt Hôn. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Hôn có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Hôn vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Hôn. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Hà Ngọc Toàn ở Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Và trước khi mà chúng ta đến thăm công trình nhà anh Toàn thì An cũng sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và kênh YouTube chúng tôi đăng tải rất nhiều những mẫu nhà để có thể giới thiệu đến quý vị. Và trong những mẫu nhà đó thì sẽ có những mẫu nhà là nhà máy Nhật nè, nhà máy Thái nè, nhà máy Bằng nè, nhà máy Mansard, thậm chí là nhà máy Lệch. Thì tùy theo sở thích cũng như là gu quý vị thích mẫu nhà hay nào thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế một ngôi nhà cho hợp lý. Và hiện tại thì chúng tôi đang có trụ sở trên khắp cả ba miền của Tổ quốc. Nếu quý vị đang ở miền Bắc có thể ghé đến trụ sở Mắt Hôn Hà Nội, địa chỉ số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Ở miền Trung có thể ghé đến trụ sở Mắt Hôn số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam có thể ghé đến trụ sở Mắt Hôn Hồ Chí Minh, địa chỉ số 162-164 Cộng Hòa, phường 12 Tân Bình,
hoặc trụ sở Mắc Hôn miền Tây, địa chỉ số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và ngoài ra thì chúng tôi đang chạy chương trình đó chính là tưng bừng khai trương Mắc Hôn Hà Tĩnh siêu ưu đãi, tặng em cuốn catalog Mắc Hôn và bộ cốc cao cấp thì ký hợp đồng thiết kế, tặng em một chiếc Honda Way Alpha 2023 thì ký hợp đồng thi công trọn gói. Chương trình áp dụng các khách hàng tại khu vực miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ 1 tháng 5 đến 30 tháng 9 2023. Ngày khai trương dự kiến là 10 tháng 10 2023. Cho nên nếu quý vị đang ở những tỉnh thành này có nhu cầu để thiết kế và thi công, hãy liên hệ ngay những số hotline để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ nhé. Trở lại với ngôi nhà của anh Toàn thì đầu tiên chúng ta sẽ xem qua đó chính là 3D ngoại thất bên ngoài của công trình này. Với công trình này thì quý vị sẽ thấy là một thiết kế 2 tầng mái bằng với thiết kế hiện đại nha quý vị. Rõ ràng là một công trình mà nhìn vào thôi là cái sự hiện đại nó rất là rõ. Bởi sao? Bởi vì nó không có những chi tiết cầu kỳ, nhiều những cái họa tiết đắp nổi, những cái đường cong, những đường phào chỉ v.v. như là những công trình tân cổ điển mà anh đã từng giới thiệu quý vị. Nói chung là công trình này nhìn rất là dễ chịu ha. Và màu sắc thì cũng rất đơn giản luôn. Quý vị thấy là gần như chỉ có hai màu, một là màu trắng, hai là màu ghi. Đây đều là hai cái gam màu trung tính. Còn lại thì sẽ điểm xuyến thêm là một số khu vực chúng tôi làm, ví dụ là tiểu sảnh mảng xanh, chúng ta có thể trồng cây xanh, hoặc là nhiều gia đình có thể trồng hoa v.v. để mà trang trí thêm cho căn nhà đẹp thêm thôi. Chứ còn lại thì tất cả thì em thấy là với hai cái tông màu đơn giản như thế này thì rất là hợp với tinh thần hiện đại. Em sẽ nói một chút xíu đến đó chính là về cái phần sơn. Với sơn thì thông thường những ngôi nhà của Mắc Hôn thì chắc chắn rồi, quý vị sẽ biết là chúng tôi sẽ lựa chọn sơn cũng là sơn Mắc Hôn luôn nha quý vị. Với những cái dòng sơn Mắc Hôn thì chúng tôi sẽ có các dòng là sơn chống thấm và sơn nội ngoại thất của Mắc Hôn. Và mỗi tỉnh thành, mỗi khu vực thì ví dụ miền Bắc hay là miền Nam nó sẽ có giá thành nó chênh lệch một chút xíu. Ví dụ ha, là công trình này là quý vị thấy là nó sẽ thuộc về phạm vi ở ngoài miền Bắc, thì em cũng xin báo giá cho quý vị luôn. Đó chính là phần sơn thì nó sẽ nằm trong một hoàn thiện ha. Thì sơn nội ngoại thất Mắc Hôn là tầm khoảng hơn 90 đến hơn 100 nghìn đồng trên 1 mét vuông. Còn chống thấm PU của Mắc Hôn là sẽ tầm hơn 300 nghìn đồng trên 1 mét vuông nha quý vị. Đó là về cái phần hoàn thiện. Còn ví dụ là phần thô chẳng hạn thì ví dụ ha, là nếu chúng ta làm những cái phần ngói ở bên trên á thì sẽ là ngói Priam kết hợp vì kèm kim siêu nhẹ là tầm hơn 600 nghìn trên 1 mét vuông. Nhưng mà bởi vì công trình này là nhà mái bằng không có cần sử dụng ngói cho nên là nó cũng tiết kiệm được phần nào chi phí cho ngôi nhà của mình. Tiếp theo thì ví dụ là cát xây tô trát tầm khoảng hơn 200 nghìn trên 1 mét khối, xi măng xây dựng tầm hơn 1,5 triệu trên 1 tấn nha quý vị. Bây giờ thì Nhật An sẽ tiếp tục xem qua đó chính là hệ thống cửa công trình này. Và rõ ràng đây là một công trình hiện đại cho nên là gần như là cái sự lựa chọn số 1 sẽ là cửa nhôm hệ kính. Và cụ thể luôn là cửa nhôm hệ Sinfa Việt Nam, chi phí là tầm khoảng hơn 1,5 triệu trên 1 mét vuông. Thiết kế đa dạng phù hợp nhiều phong cách thiết kế, chống tràn, chống thấm nước, cách nhiệt chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh, giữ được hình thức lâu dài. Và với cái dòng cửa nhôm Sinfa thì cũng đang rất là được chuộng thị trường của chúng ta. Bên cạnh là nhôm Sinfa Việt Nam, quý vị có thể lựa chọn là dòng Sinfa nhập khẩu từ Quảng Đông Trung Quốc có tem đỏ thì cũng được khá là nhiều gia chủ quan tâm. Nhưng mà các dòng nhập khẩu thì chắc chắn là giá thành nó sẽ cao hơn so với các dòng cửa nhôm Sinfa Việt Nam nha quý vị. Còn về lan can thì ở đây chúng tôi sẽ làm là lan can kính cường lực nha quý vị. Với lan can kính cường lực thì nó có ưu điểm là cấu trúc chắc chắn, vững chãi, an toàn, thiết kế sang trọng hiện đại, thông thoáng, tạo cảm giác nới rộng không gian. Và với cái thiết kế kính cường lực ở đây thì cái ban công vốn dĩ nó không quá rộng, nhưng mà nhờ cái lớp kính này khi mà chúng ta đứng ở đây cảm giác nó sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều luôn nha. Và công trình này thì bên cạnh những màu sơn như em nói thì cũng sẽ có ốp lát một số cái loại gạch đá. Ví dụ là ở ngay khu vực cửa sổ của tầng 2, quý vị thấy nè, ở ngay mặt tiền chúng tôi sẽ ốp một số cái loại gạch trang trí ở đây. Rồi bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đá trẻ ha, thì nó sẽ giúp cho công trình nhìn bắt mắt hơn.
Còn về tam cấp thì sao? Tam cấp thì chúng tôi sẽ thiết kế đây là 5 bậc tượng trưng cho ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Còn về chất liệu thì nó sẽ là granite. Granite mặt đen cổ trắng. Đây là một chất liệu rất là quen thuộc cho những cái khu vực tam cấp của Mark Home. Và granite thì chi phí tầm khoảng là hơn 1 triệu cho 1 mét vuông. Và chi phí của granite đó quý vị, thì nếu so với marble thì nó sẽ thấp hơn khá là nhiều. Marble thì tầm khoảng nếu mà ta ốp trong nhà thì ít nhất cũng phải là hơn 3 triệu rồi. Cho nên là granite nó vừa là tiết kiệm chi phí hơn mà nó lại là cứng cáp hơn, nó chống thấm nước cũng tốt nữa. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta không lựa chọn granite đúng không nào? Cho nên là lựa chọn granite cho khu vực ở ngoài trời là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Bây giờ thì em sẽ dẫn quý vị tiến vào bên trong bằng cách đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công ngôi nhà này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua là mặt bằng hiện trạng công trình này ha. Thì quý vị thấy tổng quan công trình của nhà anh Toàn nè. Và công trình này thì nếu mà chúng ta xét về cái hướng nhà đi thì so sánh hoa tiêu chữ B sẽ công trình hướng qua bên trái. Bên trái sẽ là hướng Tây nha quý vị. Tiếp theo thì em sẽ cho quý vị xem một số ảnh thực tế mà chúng tôi đã chụp lại được khi mà chúng tôi đến để mà khảo sát khu đất cũng như là ký kết hợp đồng với gia chủ. Thì đây là hình ảnh chúng tôi, nhân viên của Mark Home đến ký kết hợp đồng thiết kế nha quý vị. Tiếp theo thì em sẽ xem qua đó chính là về mặt bằng bố trí nội thất. Đầu tiên thì xem mặt bằng tầng 1, ta thấy chiều dài ngôi nhà là 13,7m, chiều rộng ngôi nhà là 8m, tổng tích sử dụng cả hai tầng tầm khoảng 190m2. Về công năng, tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp ăn, phòng làm việc, một phòng ngủ, một khu vực nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ và hai khu vực nhà vệ sinh. Còn một khu vực ở cạnh bên này sẽ là khu vực gym nha quý vị. Sẵn tiện thì em sẽ cho quý vị xem một số ảnh nội thất của công trình. Đầu tiên là khu vực phòng khách ha, thì chúng tôi sẽ bố trí đúng là theo phong cách hiện đại luôn. Bởi vì công trình bên ngoài đã hiện đại rồi, để bên trong không thể nào tự nhiên chúng ta đi tân cổ điển được, nó sẽ rất là không hợp lý. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế hiện đại và cái tông màu nó vẫn là cái tông màu ghi vào màu trắng nha quý vị. Ví dụ là cái bộ ghế sofa ở đây gồm có một sofa băng, hai sofa đơn thì đều là bọc da màu ghi. Rồi phần tường của công trình này sẽ là sơn trắng nè. Rồi kệ tivi vách ở đó thì cũng là cái vách gỗ công nghiệp ha, và cũng có sơn là màu ghi luôn. Còn trên trần chúng tôi sẽ treo những cái đèn thả. Tiếp theo tiến ra phía sau đó là khu vực phòng bếp ăn. Ở đây là kệ tủ bếp thiết kế hình chữ L. Bàn ăn thì mặt bàn ốp đá marble. Chân bên dưới sẽ là sắt sơn tĩnh điện màu đen. Xung quanh sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn cũng là chất liệu bọc da và chân là sắt sơn tĩnh điện luôn. Ta sẽ đến khu vực phòng làm việc. Ở đây chúng tôi thiết kế cũng khá đơn giản, quý vị thấy là có chiếc bàn làm việc thôi, một chiếc ghế ngồi, một không gian cũng đủ thông thoáng để mà ta có thể ngồi đây làm việc tập trung cho công việc của mình. Ta sẽ đến không gian cá nhân đầu tiên, đó chính là phòng ngủ số 1. Với phòng ngủ này thì chất liệu vẫn chủ đạo vẫn là gỗ công nghiệp ha, MDF phủ melamine chống ẩm an cường. Quý vị thấy là màu sắc vẫn là cái màu trắng và cái màu gỗ. Màu gỗ đây nó hơi nghiêng màu ghi một chút xíu. Và chiếc giường thì chúng tôi sẽ thiết kế là giường dạng bục, có những cái phần hộc kéo ở bên dưới. Bây giờ sẽ dẫn quý vị tiến lên tầng 2 và ta sẽ đến phòng sinh hoạt chung. Ở đây chúng tôi sẽ đặt là một cái chiếc bàn trà đôi ở ngay trung tâm của khu vực phòng sinh hoạt chung. Còn ghế thì chúng tôi sẽ đặt là một sofa góc và hai chiếc ghế đơn. Nói chung là không gian này cũng rất là thoải mái. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 2 công trình. Phòng ngủ này thì thiết kế cũng khá đơn giản quý vị. Có cái phần vách ở phía sau chiếc giường, hai bên chúng tôi sẽ ốp PVC giả gỗ. Ngay trung tâm thì sẽ là PVC giả đá ha. Và chiếc giường chúng tôi sẽ đặt ở ngay trung tâm. Và cuối cùng là phòng ngủ số 3. Đây là căn phòng ngủ rất là rộng luôn. Và quý vị có thể thấy là với phòng ngủ này thì chiếc giường chúng tôi sẽ bọc vải nỉ ha. Rồi bàn làm việc nè sẽ được thiết kế dạng treo nè. Tủ quần áo thì sẽ được thiết kế theo cái dạng cũng khá lạ, đó là hình chữ L, để tận dụng được cái góc này của căn phòng. Và cánh thì sẽ lắp cánh kính, tạo cảm giác cực kỳ sang trọng. Tiếp theo thì em sẽ đọc đến đó chính là về mặt đứng của công trình này. Em sẽ đọc mặt đứng trục CE, đây là hướng nhìn từ mặt tiền ha. Thì có sụp hông định của mái là 8,1m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là ở đây là 4,2m và sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,9m. Ngược lại có sụp hông xuống người lại sân là 75cm, chia cho 5 bậc, mỗi bậc sẽ là 15cm nha quý vị. Ở bên dưới chúng ta sẽ có 4 cái ô hình thoi tướng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ là tường ốp gạch nè, tường sơn MH trắng, sơn MH3604T vân vân. Bây giờ anh sẽ đọc đến mặt cắt của công trình, anh sẽ đọc mặt cắt trục AA nhé. Với mặt cắt này thì quý vị thấy cái lối cầu thang ở giữa công trình nè.
Cầu thang thì thường chúng tôi sẽ thiết kế số bậc là tưởng công thức là 4N+1, thường là 25 bậc hoặc là 21 bậc tùy theo cái độ cao. Và công trình này thì cũng sẽ có rất là nhiều cái lối cửa trong nhà, có 2m2 cũng có 2m7 cũng có. Và bây giờ thì ta sẽ xem qua đó chính là hồ sơ kết cấu công trình nhà anh Toàn. Thì dựa mặt bằng móng sẽ thấy công trình này xử lý là móng băng bê tông cốt thép. Với móng băng là cái loại móng chuyên trị cho những công trình nhà dân dụng và những công trình mà nó có tải trọng không phải là quá lớn, cũng như là xây dựng nền đất có tính chất ổn định cao chút xíu, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn móng băng. Còn ví dụ cũng là công trình này, nhưng mà nếu ta đem về những tỉnh miền Tây chẳng hạn, mà ta xây dựng ở một cái nơi mà nó gần ao suối sông Ngòi, gần mạch nước ngầm, thì chắc chắn là chúng ta phải đổi phương án sang là móng cọc nhé, thì nó mới đảm bảo được sự chắc chắn. Cuối cùng thì em sẽ đọc ở đây là hồ sơ điện nước của công trình này, sẽ đọc mặt bằng bố trí ổ cắm internet của tầng 1. Thì quý vị nhìn vào đây thấy những vị trí ổ cắm trong nhà nè, H bằng 0,4m nè, ổ cắm cách sàn 0,4m, H bằng 1,2m, ổ cắm cách sàn 1,2m. Ở trong bếp đi, quý vị thấy vị trí ổ cắm là ngay vị trí tủ lạnh, chắc chắn là phải có rồi ha. Rồi ở những cái vị trí bếp nấu hai bên thì cũng sẽ có ổ cắm nè. Rồi ở những vị trí ví dụ công tắc đèn chẳng hạn thì thường người ta cũng sẽ kết hợp ổ cắm ở vị trí đó. Còn về internet thì chúng tôi sẽ đặt bố trí bộ phát wifi là ở trong không gian của phòng khách. Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị mẫu nhà của anh Toàn ở Quảng Ngãi, một mẫu nhà hiện đại rất đáng để tham khảo. Nếu quý vị thích mẫu nhà này, mong muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mark Home với số hotline 0964458888 hoặc 0828133333, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng ta nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.